rồi còn kiến. Kiến thấy tao bự không à? Ở đâu? Ở đây nè. Kiến này nó có thấy nó to bự không? Ủa? To bự không? Thấy nó ở dưới nó nhỏ mình mà. Giờ bà zoom lên như vậy nó to bự không? Thấy không? Con này từ lúc sống nó bự lắm. Ừ. Bản tin đang được phát trên sóng FM tần số 98.4 MHz để phát thanh trên truyền hình Đồng Tháp. Thưa quý vị, hôm nay cũng là ngày đầu tiên của tháng hành động bình đẳng giới năm 2024. Nhân dịp này, chương trình đã mời đến phòng thu bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp để trao đổi về những nội dung liên quan.